muốn độ mặt ý, phải có tiền. Mà nghèo như thế thì làm gì có tiền mà độ. Thế thì tranh của phần chó à? Xin lỗi mọi người, mình có việc nên là đến hơi muộn một tí. Mà lâu lắm mới gặp lại mọi người ý. Mình nhìn nhà quê ấy, nghèo hèn chết đi được. Nhưng mà tay cậu có sạch không? Cậu rửa tay chưa? Thôi, khỏi bắt tay cũng được. Cậu đừng để ý nhá. Mấy cậu ấy không có ý gì đâu. Không có gì đâu. Mà xem ra bây giờ mọi người thành đạt hết cả rồi nhở? Ừ, thì cũng tạm tạm. Nhìn Ngọc kìa, là thư ký của một công ty lớn, lại còn là cả cưng của sếp chứ. Thì cũng có gì đâu. Đấy là do tôi cố gắng thôi mà. Nhưng mà cũng làm sao mà sánh được với lại trưởng phòng kinh doanh tài giỏi như Minh. Eo ơi, ngại chết đi được ý. Thì cũng là do duyên số thôi. Nhìn trên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải ý, thì cũng cuộc sống ý, cũng ổn hơn một số người. Thế còn Hoàng, lớp trưởng thì sao? Nghe đồn Hoàng mở một công ty lớn lại còn làm sếp đúng không? Công ty nhỏ của gia đình thôi, cũng không to tát gì đâu. Eo ơi, người gì đâu ấy, vừa tài giỏi lại còn đẹp trai, đẹp người, đẹp có sức nơi ấy nhà Ngọc nhờ. Nhưng mà Hoàng ấy không thích gu như cậu đâu. Thế còn Trang, dạo này công việc của cậu thế nào? Có vất vả lắm không mà nhìn mặt cậu có vẻ... Công việc của mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại mình hơi bận với cả stress quá nên là mặt hơi... Trông cậu thế này chắc là cuộc sống vất vả lắm đúng không? Nhìn là biết rồi. Nhìn cái áo kia, cái quần kia là biết là dân lao động hoặc là làm phục vụ. Có khi còn buôn bán, bán rau bán cá gì ở chợ ấy. Thiếu ăn thiếu ngủ, bảo sao ấy, mặt bọc đầy mụn. Công nhận đấy. Cuộc sống của cậu vất vả quá nhở. Nhưng mà thấy vào quán này thì cũng hơi ngại chết. Ở đây đâu dành cho người nghèo vào đâu. Nhờ. Các cậu thôi đi. 10 năm trời mới gặp lại nhau. Ngày hôm nay chúng mình tụ họp ở đây ấy là để nói chuyện vui vẻ. Chẳng vui, nhìn là biết. À mà thôi, bọn tôi cũng chỉ suy đoán thế thôi mà. Chúng đi chúng, không chúng đi thôi. Trang này, cậu đã lập gia đình chưa? Tớ thấy cậu chưa đeo nhẫn. Mình chưa kết hôn, mình cũng chưa có bạn trai nữa. Ôi giời ơi, thời buổi bây giờ ấy, đàn ông làm gì có ai thích yêu gái nghèo không có tương lai đâu. Cậu nhìn lại mình xem, đã quê mùa rồi, không có gì nổi trội nữa thì làm gì có ai để ý. Mặt thì đầy mụn, làm gì có ai theo đuổi người như thế. Mà tôi khuyên cậu một câu nhá. Bây giờ ấy, cậu về cậu độ lại cái mặt của cậu, độ lại quần áo của cậu đi. Chẳng may có ai theo đuổi thì sao. Nhìn tôi với Ngọc đi, sang chảnh, giàu có, đẹp, đầy người theo đuổi. Trai đuổi đi không hết cơ. Độ lại mặt á? Quá đáng thế, nói thế người ta ngại. Ừ ha. Muốn độ mặt ý, phải có tiền. Mà nghèo như thế thì làm gì có tiền mà độ, Ngọc ha. Các cậu thôi đi, đừng có mệt thị trang như thế. Đâu phải ai yêu cũng vì vẻ bề ngoài với lại giàu có đâu. Dù gì ngày xưa ấy, Trang cũng là hoa khôi của trường mình đấy. Chẳng qua bây giờ công việc bận rộn nên là cậu ấy mới không chăm sóc được cho bản thân mình thôi. Cậu đừng để ý nhá. Trong mắt tớ ấy, cậu lúc nào cũng là người xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất. Thôi, chúng mình đi ăn thôi. Đi. Ôi, em ơi, người đẳng cấp có khác. Cái vòng đang hot trend chắc phải mấy chục củ ấy nhở? Có gì đâu, cũng có mỗi hơn 50 củ thôi mà. Ngưỡng mộ thật đấy, đã xinh đẹp rồi sang chảnh còn dùng hàng hiệu thôi ấy. Gớm, ông thì có thế chắc, từ đầu tới chân cũng toàn hàng hiệu còn gì. Ăn đi. Công việc hai cậu dạo này thế nào rồi? Anh hai bảo, đang thấy cái túi này đẹp lắm. Ôi, hợp với bà cực kỳ luôn, bà mua đi. Đang bảo là... Trang, cậu không ăn gì à? Đồ ăn ở đây chắc là không hợp khẩu vị với Trang nhỏ. Đúng rồi đấy. Ăn rau, ăn dưa, ăn mắm, ăn muối. Quen rồi thì làm sao mà ăn được đồ đẳng cấp như vậy. Cậu mà không ăn được ý thì tớ bảo nhà bếp làm mấy món nhà quê cho cậu ăn nhá. Mà có khi là tiếc tiền nên là không dám ăn ấy. Ăn một bữa ở nhà hàng này có phải là rẻ đâu. Có khi là về cả tháng không dám đi ăn. Hay cậu thôi đi được rồi đấy. Cậu cứ ăn đi. Nếu như cậu không ăn được món nào ấy thì để tôi gọi món khác cho cậu nhá. Thôi,
Không cần đâu, các cậu cứ ăn đi, đừng để ý tớ. Tớ no rồi. Tôi cũng vậy. Ra ngoài thanh toán đi rồi về. À, mình mang đồ ăn thừa về được không? Cậu muốn mang về à? Ừ, chỗ này còn thừa nhiều mà, bỏ đi thì phí lắm. Sang đi họp lớp mà lại lấy đồ ăn thừa về này. Lại còn ăn phần của chó chứ. Này, các cậu thôi đi. Lôi người khác ra làm trò cười như thế vui lắm à? Ừ đấy, bọn này thích quay phim chụp ảnh như thế đấy thì sao? Nếu như mà cậu ta xấu hổ ấy thì đã không lấy. Mà đã lấy rồi thì sợ gì mọi người biết. Ăn hết đi. Tranh của phần chó à? Từ bây giờ ấy, đừng gọi bọn tao là bạn, vì bọn tao không có đứa bạn nào quê như mày. Các cậu thôi, kệ hai cậu ấy đi. Cậu mở hộ tớ cái túi ni lông nhá. Khoan đã, ăn xong rồi mỗi người 1.3.000.000 ra kia đóng đi. Bố ấy kìa. Cậu có sao không? Tớ không sao. Tớ nói cho các cậu biết nha, đừng tưởng mình thành đạt một tí mà khinh thường người khác như thế. Ở đời chưa biết ai hơn ai đâu. Bọn này vốn dĩ đã thành đạt rồi. Cái loại nghèo hèn như cậu ấy tới đây làm gì hả? Vác mặt tới đây để tính làm thân làm quen với bọn tôi à? Sao còn ăn miễn phí à? Ở đây không có bữa ăn miễn phí đâu. Và bọn tôi cũng không thừa tiền để đi bao con nhà quê như cậu. Các cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ lo luôn phần của Trang. Tiếc thật đấy, người như cậu ấy mà lại đi bênh nó. Cậu thích nó à? Đúng rồi đấy Hoàng. Bọn tôi với cả Ngọc sang chảnh con kia cơ mà. Nhưng mà tôi không thích các cậu. Tôi thích người như Trang. Đi. Cậu cãi nhau với hai người đấy làm gì chứ? Bởi vì tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai xúc phạm và coi thường cậu hết. Người xinh đẹp như cậu ấy xứng đáng được tôn trọng mà. À, đây, tôi có cái này tặng cậu đấy. Đây là bộ sản phẩm AC của Dr. Lavic, rất phù hợp với da mụn, da dầu và da bị nhờn đấy. Thật ra ngày trước ấy, tớ cũng đã bị lên mụn rất là nhiều, cho nên là khi nhìn thấy cậu như thế này ấy, tớ đã nghĩ ngay là sẽ tặng cậu bộ sản phẩm này, bởi vì tớ đã dùng rất hiệu quả. Bộ trị mụn tại nhà AC Dr. Lavic giúp làm sạch bã nhờn sâu bên trong lỗ chân lông, làm sạch tế bào sừng già, sừng chết, giúp điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn và đẩy mụn, điều trị mụn viêm, làm lành vết thương và se đầu mụn rất hiệu quả. Nhờ sử dụng sản phẩm này mà da mặt của tớ đã cải thiện được tình trạng mụn, giúp tớ tự tin hơn và đạt được nhiều thành công hơn như bây giờ đấy. Đây này, như cậu thấy đấy, da tớ bây giờ hoàn toàn không có mụn và rất sáng mịn đúng không? Tớ xin lỗi nhá. Không có gì. Cảm ơn Hoàng nhá. Nhất định tớ sẽ sử dụng và cho cậu thấy kết quả. Bây giờ bọn mình xuống thanh toán nhá. Đi. Không muốn thanh toán là gì? Đáng ghét. Kìa, xuống kìa. Tưởng là tiếc tiền nên là không dám xuống thanh toán chứ. Mỗi người 1.3.000.000, đóng góp đi. Cho tôi thanh toán bàn số 33 nhá. Hôm nay tôi mời mọi người. Cái gì? Nghèo lại còn sĩ cơ à? Này, cậu có biết là cậu đang nói cái gì không đấy? Cậu ấy đi bán rau bán cá ở chợ cả tháng, chưa chắc đã đủ tiền để trả nổi cái bữa này đâu. Chủ tịch Trang, sao chị đến mà không báo với bọn em để bọn em cử nhân viên tiếp đón ạ? Có gì đâu, chị đi ăn với cả bạn thôi mà. Cái gì? Chủ tịch gì vậy? Đây là chị Trang, chủ tịch của tập đoàn Ham TV, là ân nhân của ông chủ em ạ. Chị ơi, bữa hôm nay chị không cần phải thanh toán đâu ạ. Bữa này ông chủ em mời ạ. Mời? Không cần thanh toán luôn á? Thôi, làm như thế làm sao mà được. Nhà hàng làm ăn ý, thì cũng cần phải có lãi chứ. Dạ thôi ạ,
ông chủ đã nói như vậy rồi, bọn em mà không làm đúng theo thì ông chủ đuổi việc bọn em mất. Chị đến ăn là vinh dự bọn em rồi ạ. Thế thì chị không làm khó em nữa. Chỗ này là đồ ăn thừa này, nhưng mà đa phần là chưa đụng đũa vào đâu. Em đưa cho bác tạp vụ với cả lao công hộ chị nhá. Dạ, cho mấy bác có không chị ạ? Chủ tịch Han Vivi thật rồi đấy. À, Hoàng này, công ty của mình đang có một vài dự án lớn, cần hợp tác với cả bên công ty cung cấp nguyên liệu của cậu đấy. Hôm nay cậu có thời gian không? Thì ghé qua công ty của mình, chúng mình bàn dự án nhá. Đi, chúng mình đi nhá. Tôi xong rồi. Tao leo được vị trí như bây giờ ấy là cũng nhờ chủ tịch Han TV đấy. Tao được không thế chắc. Sếp tao bảo là chủ tịch Han TV nói với sếp tao cất nhắc tao lên. Ai mà ngờ được là cái Trang. Giờ phải sao bây giờ? Bây giờ ấy, con Trang mà về mách lẻo với chủ tịch là tao xong luôn đấy. Chạy theo xin lỗi. Nhanh nhanh nhanh. Trang. Trang ơi. Chuyện lúc nãy cậu bỏ qua cho bọn mình nhá. Tại vì bọn mình không biết cậu là chủ tịch của Han TV. Cảm ơn cậu về bữa ăn hôm nay. Cảm ơn cậu nhá. Tại vì cậu ăn mặc giản dị quá bọn tôi lỡ miệng. Sao? Lúc nãy các cậu còn mạnh miệng chê bai người khác lắm cơ mà. Bây giờ bữa ăn miễn phí đã lấp đầy miệng rồi à? Không phải như vậy đâu. Các cậu có biết tại sao mà tôi mặc giản dị và tôi trân trọng đồ ăn thừa không? Bởi vì tôi xuất thân ở nhà quê, tôi từng sống trong nghèo khổ, nên là tôi trân trọng từng miếng ăn một. Và tôi cũng không thích khoa trương hay là khoe mẽ. Tại vì cậu ăn mặc giản dị quá, cậu thật là chân phương. Học nhà. Đúng rồi. Còn hai cậu thì sao? Mới đấy mà đã quên là mình cũng từng xuất thân ở nhà quê à? Các cậu nghĩ là các cậu có đủ thực lực để có được thành công như bây giờ à? Thì cũng nhờ cậu giúp đỡ bọn tớ. Đúng rồi. Thật là đáng buồn đấy. Các cậu đi được rồi đấy. Chào. Hai cậu về đi. Mình đi thôi. Ôi này, này, này. Thế là nó có bỏ qua cho mình không ấy nhỉ? Ai mà biết được. Tất cả là tại cái miệng hôn của mày ấy. Mở mồm ra là chê bai người khác. Tao mà bị làm sao ấy, dạy mày tức. Này, không phải là tại mày chê nó quê mùa trước à? Ôi kìa, tao bảo gì mày cũng nghe à? Tất cả là tại mày ấy, mày chui tao từ ở nhà làm gì? Mày ấy. Tất cả tại mày ấy. Mày ấy. Từ bây giờ ấy, không còn mạnh mẽ gì hết. Chắc tao thảm cho